còn vẫn bình an hay là ấy rồi đó. Chưa thôi. Bây giờ em phải đủ ai phỏng vấn chung. Rồi hai anh ơi bên đây giùm em tắm luôn nè. Hai anh ơi bên đây. Anh ơi bên đây giùm em luôn nha. Ok. Rồi lấy hết dán tắm rồi. Ok. Cầm máy rồi. Thank you.
Khi mà lần đầu tiên Harry xem cái poster của phim mới thì thật ra thì sao ta? Harry cảm thấy thực sự cái hình ảnh rất là đẹp và rất là có gì rất là Hàn Quốc. Thì tất nhiên là cái phim này là phim remake của bên Hàn Quốc version Việt Nam thì tất nhiên là nó sẽ có cái sự hay ho. Nhưng mà thật ra thì Harry cảm thấy thật ra thì muốn diễn viên chính ai cũng đẹp hết và nó thực sự rất là nhìn rất là sướng. Mình nhìn mà mình cũng rất là sướng nữa. Cho nên Harry nghĩ là Harry cũng đang rất là hóng chờ là bộ phim này nó sẽ như thế nào. Thật ra thì cái phim bản Hàn Quốc thì bản thân Harry đã xem rất là lâu rồi và Harry không biết là phim bản Việt Nam thì nó như thế nào và Harry cũng đang rất là hóng chờ. Thật ra thì Harry rất là ấn tượng mà, tức là bốn bạn đều ấn tượng hết, mỗi người là ấn tượng riêng. Thì Jibu thì thực sự là quá đẹp. Jibu, Harry không biết sao cho nếu mà không biết sao cho Harry thấy Jibu, tạo hình ảnh của Jibu. Jibu là bản thân Jibu là đã quá đẹp rồi, nhưng mà trong đây nó còn đẹp hơn. Thì nếu như là thật ra thì bạn Jibu là bên Hàn Quốc thì rất là nhiều người khen mọi bạn ấy là thực sự quá đẹp, đẹp tương đương với Kim Tae Hee diễn viên bên Hàn Quốc luôn. Thì bản thân Harry cũng nói là phải nói là Jibu quá đẹp, quá xuất sắc. Còn nhìn Nhân Lan Ngọc thì bạn ấy rất là đẹp, nhưng mà không biết sao có thể là tạo hình, có thể tạo hình làm cho bạn ấy xấu được như vậy. Harry cũng thấy hey, rất là đầu tư và Harry cũng đang rất là hóng bạn ấy sẽ diễn như thế nào. Chứ những cái cách diễn của Nhân Nhân Lan Ngọc thì bản thân Harry rất là thích, rất là téo, rất là hài hước và rất là dễ thương, rất là nhí nhảnh. Không biết là trong phim này sẽ như thế nào. Còn bản thân Bibi Trần thì Harry cũng đã từng hợp tác với nhau rồi. Thì bạn Bibi Trần rất là manly và rất là có cái gì đó làm cho phụ nữ rất muốn dựa vào. Harry cũng không biết là nhân vật của Bibi Trần nó sẽ trong phim nó như thế nào. Còn cái bản cuối cùng thì trời ơi, nhìn rất là xoáy ca. Thực sự là không biết phải nói gì ngoài từ xoáy ca hết. Thì Harry chỉ mong muốn là sau khi xem phim và được có thể là vượt qua được cái phiên bản Hàn Quốc và một cái remake số 1 tại Việt Nam. Harry chỉ cần không biết phải nói gửi lời chúc như thế nào, nhưng mà Harry chỉ muốn phim này được là khán giả yêu thích nhất phim remake tại Việt Nam số 1. Cảm ơn. Đi đâu rồi, đợi xíu cho em quay. Xuống phỏng vấn cái này. Phỏng vấn ai? Không, hay đi phỏng vấn riêng được đâu.